À, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Lần thứ hai mình quay một cái nhà vườn. Lần thứ hai mình đến đó là nhà vườn anh Chính Hưng. Lần thứ hai mình đến nha, để quay cho quý vị một số mai tàn chơi Tết năm 2022 nha. Đó, mình đang đứng ở đây là ở Hậu Giang, là nhà vườn của anh đây. Mình sẽ đi vô nhà nha. Giờ nghe nói cái video vừa rồi cũng nhiều bà con rất là thích. Mình cũng theo yêu cầu của ảnh này, mình quay thêm cái video thứ hai. Mình sẽ vô vườn để gặp ảnh nha. Đây là đường vô nhà đây. Thì theo như lời anh Chính nói thì nhà vườn của ảnh là chăm sóc mai rất là kỹ. Đó. Để tốn công chăm sóc á, thì ảnh có gắn hệ thống tưới tự động á, cho nên quý vị nhìn thấy mai rất là êm luôn ha. Đây nè, mình giới thiệu cho quý vị thấy là cái hệ thống tưới tự động của anh đây, để nhẹ công chăm sóc á. Đấy, quý vị thấy ha, nguyên vườn là có tưới tự động luôn. Nước chắc lấy từ từ dưới mương này luôn ha anh. Nước lấy từ dưới mương trong nhà luôn, trong vườn nhà đây. Rồi một chút giới thiệu về từ đầu ngõ vô nhà ảnh ha, rồi mình sẽ vô giới thiệu mai để cho quý vị lựa nha. Ảnh chủ yếu là có bán sỉ đó quý vị, chủ yếu là sỉ nha. Rồi mình sẽ gặp ảnh đây. Rồi em chào anh Chính ơi. Chào anh Nhân ạ. Rồi anh chào bà con đi ạ. Dạ, xin kính chào bà con, mà cô bác và anh chị đang mà xem kênh Bonsai Cần Thơ. Thì hôm nay thì có mời anh Nhân đến vườn mai để giao lưu trực tiếp, quay là 20 cây mai loại B. Thì trước khi quay clip 2 này thì cũng xin gửi lời cảm ơn cô bác là cũng đã xem cái clip của mình trong tuần qua là clip 1. Thì hôm nay mình tiếp tục quay clip 2 để mà cho cô bác xem qua là 20 cây mai loại loại B. Là cái lô A được rồi, mình đã bán xong hết rồi. Thì cũng và cũng thành thật cảm ơn cô bác đã nhiệt tình ủng hộ cho mình vừa qua nha. Thì trước khi đi vào quay 20 cây thì xin mời anh Nhân đến để mà mình quay từng cây một cho cô bác xem. Thì nói thêm với quý vị là ảnh nói mai loại A, B là theo cái chậu đó quý vị. Thì mai ảnh nói mai A là chậu 6 đó. Còn B là chậu chục 5. năm mà chậu 6 bán hết rồi, giờ còn một lô 1 à. Chậu 6 anh bán hết trơn rồi. Giờ còn một lô B không à, lô A Đó, bán hết chậu rồi. 5 thôi. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn theo dõi ảnh quay khoảng 20 cây anh. Dạ, 20 cây anh nha. Quay đại diện thôi quý vị. Nè, nhiều lắm, còn nhiều lắm nha Nhiều quý vị. lắm. Cái loại này là một còn 100 mấy chậu nữa đó. À, còn cái trăm chậu nha. Cả trăm chậu gây có rồi gây chủ yếu là anh quay cái này có đồng giá không? Cái này là đồng giá luôn đi Đồng giá hả? cho 20 cây mà cũng một giá, một là giá một giá nhiêu anh nói trước luôn? 1,4 triệu. 1,4 triệu. Bán sỉ bao ship 200 cây số. À, bao ship luôn. Bao ship vậy triệu là tư quý vị nào có chậu luôn, có mua thì anh bao ship 200 cây số ha. chủ yếu là sỉ á. Chủ yếu là bán sỉ mà Sỉ thì mình cái giá nó sẽ thương lượng khác nữa, thấp nữa hả? Thấp nữa, còn bán thì 1-2 cây thì cái giá là 1,4 triệu. À, Nhưng mà rồi anh em nào lấy sỉ thì có thể mình để thương lượng cái giá nó rồi, có thể trong thấp hơn. video này là 1,4 triệu một cây, còn mua sỉ thì có thể giảm thêm, giảm rồi. thêm ha. Dạ. Rồi em xin vô cây số 1. Rồi khoan nghe, để em coi nụ trước nha. Gần Tết rồi quý vị ơi, cho nên là vô là em phải xem nụ liền. Đây. Đó. Rồi xây giùm em một vòng nha. Mấy cái đầu là mình, tại nó cùng một lô quý vị. Mấy cái đầu mình xem kỹ về cái phần nụ một cái. Đấy. Vô phần giới thiệu hơi dài, quý vị thông cảm giùm em nha, tại vì nó dính tới cái video trước. Ai ở nhà anh Chính ha. Đó. Tới đọt luôn nè. Rồi em xem đế nha. Rồi nó cưng 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 đó, đọc số đo giùm luôn nha. Rồi 20.
Hoành Thân 20 nha. Ảnh ảnh nhờ mình đọc giùm luôn cái gì ơi. Đây là 8.000. Tấn ngàn một một trăm một mét ba rồi, cao là 1m4 đi rồi. Bỏ trên xuống khúc đi, trên nó nhỏ rồi. Rồi sao rồi, 1.400.000 một cây. Con chọn này mình sẽ nặng. Tới mã số 2. Mã số 2 đây. Rồi, xoay em một vòng luôn. Đó. Tán đều nha. Tàn dày lắm nha quý vị. Rồi, bây giờ em xem nụ đây. Đó. Đảm bảo nụ chơi Tết ha. Tới đọt luôn. Mã số 2 nha quý vị. Ảnh ưu tiên bán sỉ nha, còn cả trăm cây loại này. Quý vị nào có yêu thích vườn ở chỗ anh Chính thì có thể liên hệ nha, hàng trăm cây để mua về bán Tết. Rồi em xem đế nha. Rồi 19 quý vị, 19 nha, cốt cành này 1m3 đây. Rồi tán ngang 1m3, cao 1m4, cao 1m4. Xoay em vòng nó đi rồi chuyển qua cây khác. Rồi quý vị xem lại cái tán nữa nha. Rồi em mời cây tiếp theo. Wow, bạn quá ngon này. Đây bữa hổm có trục chặt trục chặt các bạn quay hết. Do cái bàn xoay nó bị trục chặt có gì nó gãy, thành ra quay không được nhiều, quay có 5 cây à. Bữa nay làm bằng mới, cái bàn xoay ngon. Rồi xoay em một vòng luôn. Mà số 3 nha quý vị. Mã số 3. Rồi em xem nụ đây. Wow, trời ơi cây này lá thì ít mà nụ thì nhiều luôn. Gửi bao nhiêu vừa ra em đo mới được. Xoay vòng đó. Xoay qua nụ. Ôi trời ơi. Đó. Vậy thấy không? Nụ đặc cứng luôn. Tàn rất là dày nha. Đó. Khỏi cần vạch lá luôn. Rồi coi dưới nè. Rồi đo giùm em cái Hoành Thân luôn. Rồi 19 luôn. Đó, quý vị thấy còn ảnh ốp xe dừa luôn nè. Tại dừa luôn. 1m3. Rồi tán ngang 1m3. Cao cũng một mét hai, cao 1m2. Rồi xem một vòng nữa đi. Yeah. Rồi đồng giá 1.400.000 nha quý vị. Rồi em mời cây tiếp theo. Đọc số điện thoại giùm em anh Chính ơi. À, số điện thoại của mình thì 0987002910. Dạ. Số này Zalo luôn ha. Dạ, Zalo cũng đó luôn đó anh. Dạ. Giờ Zalo với ảnh anh sẽ quay kỹ hơn ha. Quay kỹ ha. Rồi bây giờ là mã số 4 nha. Em xem nụ đây. Đó. Này là đang trên đọt đó quý vị. Còn giờ xuống nè. Còn hàng trăm cây như thế này đây. Đây là vừa cho nắm gốc tốt. Chưa? Đó. Rồi. Rồi. Em xem Hoành Thân luôn. Rồi, cũng 19 luôn. Đều hết biết ha. Dạ. Mà này nó đều được cân tương 1m3. Rồi, tán ngang 1m3. Ồ, cao 1m4. Dạ. Rồi, xoay vòng giùm em luôn. À, quý vị xem lại mã số 4 nha. Quá đẹp cái này luôn rồi. Rồi, tàn rất là dày ha. Rồi, em mời cái tiếp theo ạ.
trong lúc khỏe hả Trang, bữa nay cái bàn ngon rồi ha. Trong lúc ảnh chuyển cây á, mình coi coi cái vườn ảnh đang tưới luôn. Rồi bây giờ là mã số 5. Rồi xây giùm em một vòng nha. Mã số 5 cái gì vậy? Rồi dừng đi, em xem nụ đây. Mã số 5 đó. Vậy thì đã. Qua đây. Lên tới đọt nè, khỏi cần dạch luôn à, đi vòng luôn nè. Rồi đó, xây vòng luôn. Xuống dần nè. Xuống nè. Ai, em xem đế luôn. Hoàn thân luôn. Này chắc lòn ở trong đi. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, ở trong chứ đâu có anh mày. Ừ, nó còn một cái nhánh nhỏ nhỏ. Đúng rồi. Này cũng có 19 đột nữa lộn lật lại lật lại. Cũng có 19 20, cái này có 20 chứ lại. Nó đều 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 với nhau không? Này được gần 21 á, 20 rưỡi. Thôi tính 20 đi. Dạ, rồi của nhà mà. Cái nhà là vườn mà. 20 rưỡi tính 20 được rồi. Dạ. Ai quên còn chiều cao. Tán ngang chiều cao. Quên. Mã số 5 nha. Này một 1m3. Rồi. Cao 1m6. Rồi. Rồi em mời cái tiếp theo. Rồi, xây dựng một dầu luôn, mã số 7. Mã số 6 chứ. Hả? Số 6 hay vậy? À, mã số 6, lộn. Số 6. Sorry quý vị. Sorry, hồi nãy số 5. Ừ. Ủa, hai ống chú học phá luôn hả chứ? Mã số 6. Ờ, quên phá rồi, con phá ra cho nó mạnh. Phá lại là nước nó phun mạnh lắm, hàng chi bấy nó phun yếu. Phá ngang nếu mình ra phun xương ra vườn thì mình phải phá quanh tứ rồi. Đó, mà nụ quá trời lộn. Đó, thấy không? Rồi, mã số 6 nha, em xem hoàn thân nè. Anh phải mồi cái dừa. Đắp gì là nó ấm bù rễ nó tốt dữ lắm luôn, nó không có bị hóc. Mai mốt anh ship là còn dừa này luôn nha quý vị. Nhớ đồ dừa nha, không có cho lấy ra nha. Cho nắm gốc. Rồi là cưng dòm cái. Rồi này chắc 18 quá, 17. Rồi, 17 18 nha. 18 yếu chút. Rồi, 18 nha. 8. Mã số 6. Vườn ngang 1m3. Rồi. Cao 1m4. Rồi. Rồi xây giùm em vòng nữa rồi hãy chuyển. Đây là mã số 6 nha. Rồi, em mời cái tiếp theo ạ. Số 7. Rồi. Ủa sao không đánh số vậy? Có mà. Có. Rồi, tiếp theo là mã số 7. Cởi đi. Mười lên hỏi đánh số nhau. Quên đánh số mã số 7 phải không? Quên đánh số mã số 7. Rồi quay luôn đi anh, đánh rồi, số sao? Rồi, số sao? Quay giùm em một vòng nha. Rồi em xem nụ đây, dừng lại đi. Mày, lá ít nhìn thấy nụ nhiều quá gì. Đó. Nụ rất là nhiều luôn. Rồi em xem đế đây. Đúng là tại nhà vườn luôn. Ai ai không có chỗ để đo luôn. Rồi. Rồi này luôn đi xem. Cúc này luôn. Này quay tượng trưng ha quý vị. Đó. Còn cả trăm cây được ốp dừa như thế này. Cây nào cũng ốp dừa hết trơn anh? Ốp cũng có 90 mấy% ạ. Bởi vì không lo có nhiều ốp mà hết vô dừa thôi à. Dạ. Rồi 19 anh ơi.
phần lớn là có ốc dừa. 1m5 cũng 3 tấc. Nhưng mà 1m2 đi. Rồi 1m2 tán ngang. Cao 1m3 đi. Rồi. Quay giùm mấy một vòng luôn. Rồi, tính giá lẻ là 1.400.000 nha quý vị. Rồi em mời cái tiếp theo ạ. Giá sỉ thì thương lượng thêm nữa. Bao ship 200 km nha. Anh chính là đang ở Hậu Giang quý vị. Rồi xoay giùm em một vòng luôn, mã số 8. À, rất là dày ha. Rồi em xem nụ đây. Xuống luôn nè, xuống luôn. Đó. Rồi em xem tới thân đây. Quên có phải quanh thân luôn. Cốt cành này. À. Cái này bự hơn á, cái góc này bự hơn cái kia chút. 20. Này mã số 8 nha. Anh đánh số là B8 đó. 1m3. Dạ. Tán ngang 1m3. Cao lên 1m5. Rồi. Xoay giùm em một vòng luôn. Đây mã số 8 quý vị. 1.400.000 luôn. Đồng giá. Rồi em mời cái tiếp theo. Tiếp theo là cây B9. Có bông gió luôn. Xoay thêm đi, xoay tới bông gió rồi dừng lại giùm. Đây. Rồi, sẵn em xem. Quá đẹp. Chà, buổi sáng quá vậy. Bây giờ chưa có trưa quá gì nó nở nhìn thấy đẹp. Nghe buổi trưa cái bông không có đẹp lắm. Đó, thấy không? Có bông gió quay đẹp. Đặt lá rồi bông còn bự rồi, nữa. Rồi, em xem nụ đây. Bởi vì mấy người nói lá bự bông mới đẹp, cây này lá đâu bự đâu. Bông tại cái cây bông đẹp là đẹp ha. Cây bông đẹp là bông đẹp. Tại có người bình luận nói là nhỏ là bông đâu đẹp. Vậy đó hả? Dạ. Đâu phải đâu. Cái bông nó đẹp là đẹp. Chứ do mình đi phân đó anh Nhân ơi. Dạ dạ. Chứ là mình lặt lá rồi cái nó phân quá đó là cái lá nó to lắm. Nhưng mà thật ra đâu phải là lá bự là bông đẹp đâu. À còn kỹ thuật trồng nữa ha. Dạ. À còn kỹ thuật đi phân nữa đó. Rồi, cho em quanh thân luôn. Đâu mà bự ạ. Cái này hơi bự vậy. Rồi, dòm dòm đi. 22. Rồi. Ui, mắt công bằng kiến lù bu. 1m gần hết dây. 1m4. Rồi. Nó gần 1m5 luôn, tại tính 1m4 đó. Tán ngang. Cao 1m5. Rồi. Múc dây 1m6 nè, mà tính 1m5 thôi. Rồi xây một vòng giùm em, xây. Trời. À, chết rồi. Nó chạy rồi xây đi. Lỡ rồi xây đi, xây vòng. Rồi. Mà chịu hao đi, xây mai bự. Xây vòng. Rồi xong, em mời cây tiếp theo. Cây này vô chỗ hơn. Cây đó là B9 nè. B9. Số 10, B10. Giờ tới B10. Bữa nay khán giả cậu đã luôn mà không có 5 cây à. Không tức mà cậu chưa đã mắt cây dân. Rồi rồi, dừng lại đi em coi nụ này. Cây B10 nghe quý vị. Thì okay. Tuy nói là cùng một lô á, nhưng mà em cũng gán coi nụ cho quý vị xem. Chứ chỉ xem mấy cây đầu không mà nhiều khi không tin tưởng lắm ha. Đó. Từng cây là em đều quay, có cái quay nhanh, có cái quay chậm kỹ cho quý vị xem. Được ha. Đó, cây B10 là như thế này đây. Nụ như thế này đây. Đó. Hả? Gần Tết mà, phải xem nụ. Cây đi. Đó, tới dưới luôn nè. À. Rồi em qua đây em xem cái thông số cây. Đây cốt cành đây. Cốt cành quá đẹp luôn, cái cây này đóng nhánh quá đẹp. Quá khéo. Mà gió dừa này nó làm mình không luôn buông chút. Rồi xem. Đọc chữ này 20.
Đó. Rồi 20 rưỡi đó, 19 rưỡi. À. 19 rưỡi. 20 yếu. Yếu, mình cứ cái nào yếu mình bỏ cái mà lấy cái khắp hơn số. 19. Của nhà mà. À, cao 1m4 đi. Rồi, cao 1m4. Chưa cho không lấy cái chốc nhỏ đâu. Ngang cũng 1m5 á, mét rưỡi. Xe giùm em vòng luôn. Cái này lớn ngang, chiều ngang lớn. Cái này chiều ngang lớn. Về thấy cái tàn không? Rất là dài. Rồi, em mời cây tiếp theo ạ. Ủa, nước lên mạnh đây mà, nãy vừa quên mở cái kia. Rồi, xoay một vòng giùm em luôn. Nguyên một lô cũng có, cũng có ù, cũng có một gió nó đều. Rồi, cũng, nhưng mà cũng xoay cho cái gì xem. Rồi, dừng lại giùm em. Nè, cái bồng B11. À, mã số 11 68, nha. Bồng 8 cánh B11. Rồi, em xem nụ đây. Đó. Con bông gió là 8 cánh. Đọc. Đây này, bông 8 cánh nè. Dạ, bông nó như thế này nè. 8 cánh. Đợi chút, hơi bị chá. Vì mới coi được. Nó quý vị. 8 cánh. Rồi. À. Rồi được anh này. Rồi. Nè, đó, xe thêm chút nữa. Đó. Đảm bảo nụ mà, xoay giòn, vòng tròn là khỏi cần dạch luôn. Đó. Rồi. Cho em hoàn thân đi. Rồi 18 rồi nè. 1m4. Rồi tán ngang 1m4. Cao cũng 1m4 luôn đi. Rồi xe em một vòng luôn. Mã số B11. Bỏ cái đọt trên không có tính. Rồi em mời cây tiếp theo. Nè, nè, anh nói nước mạnh như vậy nè. Nước tưới mạnh. Rồi, mã số B12. Cây này bự. Rồi. Rồi, rồi. Đây. Nụ này quý vị thấy chưa? Đó. Ừ, sẵn nó lấy góc dừa chưa? Cái cây này nó đóng nhánh như cái cây A6 được rồi. A6 được rồi. Quay lên rồi là bán liền. Rồi, em xem đế đây. Cốt cành nha. Hai mốt anh ơi. Hai mốt ngang 1m5. Tán ngang 1m5. Cao 1m... 1m4 đi. Rồi, lấy phần bự đi. Lấy phần bự này bỏ đọt đi. Rồi đồng giá 1.400.000. Ship. Bao ship 200km nha quý vị. Gờ nữa là xong rồi. Còn gờ nữa là xong rồi, còn mấy cây nữa. Rồi đọc số giùm em anh Chính ơi. À, số điện thoại thì 0987002910. Dạ. Rồi. Ở đây là đồng giá nha quý vị, 1.400.000 một cây. Và anh Chính có ngỏ ý là bán sỉ đó quý vị chủ yếu là bán sỉ. Cái thứ nhất không mệt, cái thứ hai là nó ghề ngang quay khỏe. Rồi rồi rồi. Được gọi cái bàn nó hư. Em quay nụ nghe, tạm ngưng này. Đó. Cái này là B12 phải không anh? Coi vào xuống phải mấy sao? 14. Ủa B14 hả? 14, 14. Trời ơi, sorry quý vị. Thôi mà lấy cây 14 chứ rồi cầm cây 13 đây nè. Không sao. Không sao, hồi tới 13 nha. À rồi. Thì nói chung là cũng đồng giá đó quý vị, cho nên là cũng quý vị nhớ giùm ha. Đó, luôn tới dưới luôn. Rồi, em xem để đây. Cái này B14 nha. B14. Rồi 17. Ảnh có nhà ý là 1m3. Rồi tán ngang 1m3. Cao 1m4. Rồi
Bây giờ là mới tới B13 nè. Giờ là B13 nha. Rồi xây dùm em luôn. Mày lung lắc á. 13 lung lắc. Rồi em xem nổ đi, dựng đi, dựng đi. Đó, lung lắc à. Cây nào cũng như cây đó. Rồi, à, cùng một lô mà. Cây nào cũng như cây đó là sai, cây nào cũng như cây nào. À, cây nào cũng như cây nào mới đúng. 10 cây như 5 đôi. Rồi đây, cốt cành đây. Đo chưa? Đo hoàn thân chưa? Rồi đo đi. Rồi 19 cái gì đây? Màu bắt 6 cái này mà bạn ngang mặt 1 nha. 1,5 mét. Rồi. Bán ngang 1,5 mét. Cao 1,4 mét. Rồi. Xem một vòng luôn, đúng rồi. Rồi, em mời cái tiếp theo. Cái 15 luôn mà. Tiếp theo là cái B15. Rồi em xem nổ đây. Đây. Cây này lá to nha. Nổ to luôn. Xuống nè. Rồi. Lá dữ lắm cái gì. Phải chen vô mới thấy được. Rồi 20 anh ơi, 20,5 đó. 20 thôi. Rồi nhân 1,4 đi. Rồi, đá ngang 1,4. Cao 1,3 đi. Rồi. Lấy khúc quay một vòng luôn. Dạ, quay một vòng. Rồi, em mời cái tiếp theo. Tiếp theo là cây B16. Nhờ ở vườn có đường đi xi măng mới để được cái bàn xoay. Rồi dừng nha, em xem nổ đây. Khỏi dạch luôn cái gì. Khỏi dạch. Cái xem luôn nè, đó. Nhìn là thấy luôn. Đó, thấy nổ không? Quá trời luôn. Đặt hết chưa? Rồi, em xem hoàn thành đây. À, 18. Này 1,3 m. Đá ngang 1,3 m. Cao cũng 1,3 m luôn đi. Rồi. Cho em vòng luôn. Mã số B16. Rồi, em mời cái tiếp theo. B17. Rồi, dừng lại đi. Đây, nụ đây quý vị. Đó. Tới chỗ. Nè, đó. Hết nụ này đã hả? Không như mẹ. Khỏi cần dạch luôn. Đó. Sàn qua là thấy, sàn qua là thấy. Đây tới Tết đã lên chót hết. Rồi, xoay em vòng bên kia. Đúng rồi, cốt cành đây. Cái này gọn. 17. Nụ đi. Cái này là B17, hoành 17 quá vậy. Đồng giá 1,4 triệu một cây nha. 1,3 m. Rồi, đá ngang 1,3 m. Cao cũng 1,3 m luôn. Rồi. Xem vòng luôn. Mã số B17 quý vị. Đồng giá 1,4 triệu nha. Rồi, em mời cây tiếp theo ạ. Thank you.
kế hoạch. Rồi. Mã số B18. Xây nữa này, thêm chút nữa. Cây này chưa bự. Cây màu. Hả? Cây này. Từ từ luôn đi. Mẹ này không có thấy gì. Trong lúc ảnh lấy cái sơ dừa thì mình xem nụ cái gì. Đó, lên tới đọt luôn nha. Đây hồi mình bỏ lên lại. Đây hồi mình giúp lên. Cây này gốc bự ạ. Có còn gì không? Rồi, đó dùm em luôn. B18 nha. Hai mươi mốt nè. Quá trời cái này luôn. 1,5 m. Rồi, nó ngang 1,5 m. Cao 1,5 m luôn. Rồi, 1,5 m luôn. B18. Cái này cũng đồng giá luôn chứ, cái này nó đồng đúng giá. Là nó chọi hơn dữ lắm luôn mà thôi kệ đi. Đồng giá luôn. Cái này là chọi hơn quá xá luôn, đạt. Vậy lựa cây chọi này quý vị ơi. Đạt cái gì mọi mặt. Nha. Cũng như cũng như cái lựa cây chọi trước chứ. Cũng như cây B6 A6 được rồi chứ. A6 rồi nó chọi nhất trong cái top à. Em thấy cây này cũng chọi lắm rồi nha. B19. Mấy cây khúc nào này cũng dữ lắm nha. Dữ lắm luôn. Ai mà xem tới cuối này là có lợi nha. Rồi em xem nụ đây, dừng giùm em. Cuối clip nhiều khi lại hay nha. Cô bác cũng có nhiệt tình cực khổ coi tới cuối clip thì có phiên bản sau. Cảm ơn quý vị đã xem tới lúc này nha. Xem tới lúc này thì nó cây nó hơi chọi hơn, bự hơn. Mình cũng có phiên bản nhiệt tình xem. Cái gì nào xem tới giờ này xin cảm ơn nha. Rồi. Em xem con số luôn. B19. 19 luôn. Quá dễ nhớ luôn. 1,5 m. B19, hoành 19. 1,5 m chị tán ngang. Tán ngang 1,5 m. Cao 1,5 m luôn. Rồi. Xây giùm em vòng luôn. Rồi, em mời cây tiếp theo. Phải mà quý vị đứng ở đây được á, coi từ xa mới đã. À, coi từ xa. Nhìn nụ nhóc luôn. Rồi, cây 20. Rồi. Cây 20, mã số B20. Rồi, em xem nụ đây. Cây 20 này nụ bự nha, to. Rất là to luôn. Xây giùm em qua. Đó. Nhẹ thôi. Rồi. Trời ơi, coi nè quý vị, đó, thấy không? Thổi gần dạch luôn. Thôi nó chôn bước con quay cái lô cây đó giùm. Đó, quý vị thấy mấy cái tán ở trong á. Nhóc luôn. Rồi, cho em xem hoành thân luôn. Rồi, 18 nha. Mã số B20. 1,3 m. Rồi, tán ngang 1,3 m. Cao 1,5 m. Rồi. Đồng giá 1,4 triệu quý vị ơi. Rồi để đây cho ông còn còn cây quay cây độc lạ đó các cây. Có ai có xem thì muốn xài mình bứng luôn. Ơi còn một cây mai kiểu quang, đi. Quang vô trong mới được em mới thấy cây đó. Đây nè cứ bước đi rồi cứ bước cái vô. Cái chậu vô trong chút. Phía bển hả? Cứ bước qua một cây cuối quý vị ơi. Đây cây hết đây. Hết đây trong ha. Có cây mai bự bước vô quảng cáo cho cô bác xem cây mai mới. Rồi vô. Cây. Thôi em để quậy luôn. Sáng lên phải không? Cái bên đây là bước qua tới nè. Vậy mình tưởng xa ngưng. Quá trời, giờ nó bích đường đi luôn. Để em đi cái nha. Rồi. Qua đây phải không? Có cây mai này nó độc lạ, nó kiểu kiểu lạ, đẹp đế đẹp thôi. Đế thân đẹp hết. Cái này đây ha. Cây này nè. Đây chút. Đó. Còn dưới đất luôn ha. Trồng dưới đất. Rồi đâu em vô á. Em xem đế lạ đâu. Đây. Bò luôn quý vị ơi. Đế lạ luôn. Đợi chút nha. Em bò cho quý vị. Chút xíu ha, đâu quạnh. À độc lạ chỗ nó hơi lắc nha. Thân uống lượng. Có lượng nè. Uống nhẹ nó ẹo. Trời, thân lượng mà bự như nè. Hồi đo giùm em cái khúc chỗ này nha. Rồi. Thấy không?
32 chưa, đó khúc trên á. Cái đó là hoành thân nha quý vị. Này ha. Không không không, chỗ cái nhánh lượng đầu tiên nè. Đây hả? Không, nhánh trên á. Lên trên. Đây. Nè. Đây. À, khúc nữa. Khúc này nè, khúc em đang thấy nè. Khúc nào khúc này hay gì? Không, lên chút nữa. Cái này ngang á. Đây hả? Lên nữa. Này hả? Bên này nè, cái em đang nhìn đi. Không thấy đâu. Nó lên. Này mà cạnh xe đó có sáng chứ. Ừ, đó gì miếng. Nè nè. Cái mà em đang thấy nè. Ừ. Lượng này phải không? Không, khúc bên này nè. Đó, đúng rồi. À, trời ơi. Trời cam nè. Lặn lại. Lặn lại giùm em. Đó, 22 nghe quý vị. Mai này cái đi. Đó. Nó uống. 22 tới đây 22. Đó, nó uống tới đó. Bỏ khúc này. Dạ. Đế rất là đẹp luôn. Lạ cái đế. Dạ. Rồi bây giờ em đi một vòng cái đế cho quý vị xem coi lạ nè. Quý vị nào thích thì anh bứng luôn. Ừ, cái đế nè, đế đẹp. Chỗ này đất hơi lúng nên anh em quay không được mượt lắm. Bây giờ quý vị kết Zalo với ảnh đây nha. Thì ảnh sẽ quay kỹ hơn cho quý vị xem cái cây này nha. Nè nè, nó lượn nè. Không. Nhưng mà cái cây này bông thì nó không được đẹp nha. À. Cho quý vị, cái đó nó thiệt, cái này nói thì trước nó trước ha. bông thì nó năm cánh. Dạ. Nụ thì rất nhiều nhưng mà bông thì bông năm cánh. Nụ cũng nhiều lắm chứ bộ. Ừ. Chứ nó không phải như mấy. Nhưng mà được cái là cái thân với cái đế đẹp ha. À, thân đế đẹp, bông thì nó năm cánh. Dạ. Còn nguyên si luôn. Ừ. Rồi thôi chào bà con luôn anh ơi. Dạ. Đứng ở đây chào luôn. Dạ. Rồi xin kính chào bà con đã nhiệt tình để xem qua clip của mình trong thời gian nãy giờ ha. Chân thành cảm ơn và cảm ơn. Rồi số điện thoại của anh ạ. Số điện thoại thì 0987002910. Dạ. Dạ xin kính chào cô bác và các anh chị em đã nhiệt tình để xem của mình nha. Cảm ơn. Rồi em cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn nãy giờ đã xem buổi giới thiệu tại nhà vườn anh Chính Hưng ở Hậu Giang. Giới thiệu cho quý vị rất là nhiều mai, hàng trăm cây luôn. Quý vị nào có mua sỉ thì hãy liên hệ với anh Hưng nha. Anh Hưng rất là thích bán sỉ quý vị ơi. Rồi, hẹn quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.